bốn thói quen tưởng vô hại nhưng lại làm giảm tuổi thọ nam giới. Kính thưa quý vị, theo nghiên cứu của Đại học Harvard, tuổi thọ đàn ông có thể bị rút ngắn vì những thói quen phổ biến như là ăn uống thất thường, ít vận động hay tâm lý căng thẳng. Ăn uống thất thường. Nhiều lúc đang mải làm việc, bạn tự nhủ cố làm chút nữa cho xong, rồi lại ăn muộn hoặc bỏ bữa. Tuy nhiên, thói quen nhiều người mắc phải này gây ra không ít tác hại cho cơ thể, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe nam giới. Việc dùng bữa không giờ giấc cố định sẽ làm ảnh hưởng tới nhịp sinh học của cơ thể, khiến cho quá trình trao đổi chất bị cản trở. Thói quen này khiến cơ thể không hấp thụ được tối đa chất dinh dưỡng cần thiết, làm hệ miễn dịch suy giảm, những bệnh về đường tiêu hóa, tiểu đường có cơ hội bùng phát. Đây là nguyên nhân khiến cho sức khỏe sa sút, làm giảm sức đề kháng, suy giảm tuổi thọ mỗi cá nhân. Ít vận động. Cuộc sống hiện đại tiện nghi khiến cho con người ít khi phải vận động chân tay. Thời gian ít vận động kéo dài có thể làm giảm trao đổi chất và giảm khả năng kiểm soát lượng đường trong máu, điều hòa huyết áp và tiêu hóa chất béo. Một nghiên cứu phân tích dữ liệu thu thập trong hơn 15 năm thấy rằng lối sống ít vận động có liên quan tới tăng nguy cơ tử vong sớm, bất kể mức độ hoạt động thể chất. Nam giới ít vận động thường có sức khỏe thể chất và tim mạch kém, dẫn tới việc hô hấp, tuần hoàn, co cơ trở nên yếu kém. Bên cạnh đó, xương khớp cũng trở nên kém linh hoạt, ảnh hưởng lớn tới khả năng tình dục. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, mỗi năm có gần 250.000 ca tử vong do lười vận động. Để hạn chế điều này, nam giới nên tập thể dục 3 ngày một tuần, từ 30 tới 60 phút mỗi ngày. Tâm lý tiêu cực. Một người sống với thái độ tích cực luôn tràn đầy năng lượng, giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng tốc độ trao đổi chất, đẩy nhanh quá trình bài tiết chất độc và chất thải trong cơ thể. Từ đó, cơ thể sẽ tự nhiên trở nên khỏe mạnh và tuổi thọ được kéo dài. Nhưng với nam giới, thường có tâm lý tiêu cực, khi gặp chuyện không hay hoặc mắc sai lầm, sẽ luôn chìm đắm trong việc tự trách bản thân, tự ti, thậm chí trầm cảm kinh niên. Với những người có tâm lý tiêu cực, sức đề kháng và khả năng miễn dịch của họ tự nhiên kém hơn, từ đó cũng ảnh hưởng tới tuổi thọ. Tinh thần căng thẳng. Khi bị căng thẳng, nam giới có những biểu hiện về tâm lý hay cảm xúc bất thường. Rất nhiều trường hợp mệt mỏi và căng thẳng còn gây ra những bệnh lý nguy hiểm khác như đau đầu, khó ngủ hoặc ngủ quá nhiều, đau hoặc căng cơ, vấn đề tiêu hóa, thay đổi ham muốn tình dục, huyết áp cao. Bệnh trầm cảm ở nam giới khiến họ có xu hướng sa đà và những thói quen xấu như là uống rượu, hút thuốc hoặc những hành vi nguy hiểm khác. Để sống khỏe, nam giới cần thực hiện những yêu cầu sau. 1. Ngủ đủ giấc. Trong một nghiên cứu vào năm 2010, ở lứa tuổi từ 50 tới 79 tuổi, phần lớn những người đã qua đời thường ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi đêm. Điều đó chứng tỏ tuổi thọ và chất lượng cuộc sống phụ thuộc vào giấc ngủ. Nếu bạn có giấc ngủ ngon thì bạn sẽ có cuộc sống tốt hơn. 2. Tĩnh tâm. Đứng trước mọi vấn đề trong cuộc sống, cũng như là khi phải đối diện với căng thẳng, áp lực, hãy học cách tĩnh tâm để xác định được bản chất của vấn đề, xác định được sự sai lệch, bất cập hay không hài hòa trong từng công đoạn thực thi công việc. Khi tĩnh tâm, bạn sẽ có được cái nhìn toàn diện hơn, cảm xúc căng thẳng, yêu, ghét được kiểm soát tốt hơn. Từ đó tự nhiên sẽ có được cách xử lý tốt nhất. 3. Thường xuyên ăn các loại ngũ cốc nguyên hạt. Theo nghiên cứu, các nhà khoa học thuộc Trường Sức Khỏe Cộng đồng Đại học Harvard với 44.000 đàn ông được theo dõi chế độ ăn uống trong 25 năm. Những người ăn ngũ cốc nguyên hạt là gạo lứt, yến mạch, v.v. có khả năng sống lâu hơn và giảm nguy cơ chết vì bệnh tim mạch.
Tại sao phụ nữ thích kiểu đàn ông này nhất? Kính thưa quý vị, từ bao lâu nay, phái mạnh luôn trăn trở tìm hiểu xem một nửa thế giới đang tìm kiếm điều gì ở họ. Hầu hết mọi người đều cho rằng con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. Điều này có nghĩa đàn ông thích những cô gái với gương mặt xinh đẹp. Ngược lại, với một cô gái sẽ tìm những giá trị khác hơn là vẻ đẹp bề ngoài. Tuy nhiên, quan điểm này không phù hợp với tình hình thực tế. Những người đàn ông sở hữu phẩm chất của một quý ông dù xuất hiện ở đâu cũng luôn được phụ nữ chào đón nhiệt tình. Với đàn ông có ngoại hình nổi bật, mỗi lần xuất hiện cũng khiến cho chị em chao đảo. Bởi vậy, khi chưa hiểu rõ tính cách của một người đàn ông, ngoại hình vẫn là yếu tố quan trọng để chiếm lấy cảm tình từ phái nữ. Nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ đã từng làm một thí nghiệm. Ông thu thập ảnh của một nhóm phụ nữ và đàn ông trẻ tuổi với ngoại hình khác nhau, sau đó cho 20 đứa trẻ chưa tới 8 tháng tuổi xem những bức ảnh này. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi dừng ở bức ảnh của người có ngoại hình nổi bật ở cả nam và nữ, những đứa bé đều có phản ứng rõ ràng, có thể là la hét hoặc múa tay múa chân. Thông qua thí nghiệm này, ông tin rằng mọi người sẽ có ấn tượng về ngoại hình của người khác ngay từ khi còn nhỏ. Vì vậy, bản chất của con người chính là đánh giá người khác qua vẻ bên ngoài. Nhà tâm lý học khẳng định, ngoài ngoại hình thì hai thí nghiệm dưới đây cho biết đàn ông có tính cách thế nào sẽ quyến rũ được phụ nữ. Trong thí nghiệm này, nhà tâm lý học chọn ra hai kiểu đàn ông. Một là những người có tính cách mạnh mẽ và thân hình cường tráng. Hai là những người có tính cách nhẹ nhàng và ôn hòa. Vậy phụ nữ thường có xu hướng kết giao với những người như thế nào? Nhóm nghiên cứu của nhà tâm lý học chọn những người phụ nữ ở những nhóm tuổi khác nhau, yêu cầu họ tiếp xúc với cả hai nhóm người kể trên. Sau một ngày, họ đưa ra lựa chọn. Kết quả cho thấy hơn 80% phụ nữ được hỏi sẽ chọn những người đàn ông có tính cách dịu dàng, hòa nhã, trong khi những người đàn ông thể thao có thể chất xuất sắc lại không được ưa chuộng. Điều này cũng có nghĩa trong cuộc sống, những người đàn ông hiền lành thường được phụ nữ yêu quý hơn. Kết quả này đặt ra câu hỏi, thể chất sung mãn là một đặc trưng của nam giới, tại sao không được chị em phụ nữ lựa chọn? Đây là một vấn đề liên quan tới sự thay đổi thời thế, nhà tâm lý học từng nói. Trong quá trình xã hội phát triển, ngay từ đầu, nam giới phải chịu trách nhiệm về sinh kế, lao lực cực nhọc để nuôi sống gia đình. Còn phụ nữ do sức khỏe yếu hơn nên đảm nhận công việc hậu cần, bao gồm nhà cửa, con cái. Nhưng với sự phát triển của thời đại, rất nhiều đàn ông không cần phải làm những công việc chân tay cần sức khỏe thể chất. Do vậy, thẩm mỹ của phụ nữ theo đó cũng thay đổi. Trong thí nghiệm thứ hai, nhà nghiên cứu chia những phụ nữ tham gia thành nhiều nhóm khác nhau. Đó là nhóm phụ nữ chưa trưởng thành, phụ nữ trong giai đoạn chọn bạn đời, phụ nữ mang thai, sau sinh và phụ nữ mãn kinh. Tất cả những nhóm này được chọn những người đàn ông mà họ thích. Kết quả cho thấy phụ nữ ở các độ tuổi khác nhau đương nhiên sẽ có lựa chọn khác nhau. Ví dụ, với phụ nữ trong giai đoạn chưa trưởng thành, mang thai và sau sinh, họ thích đàn ông nam tính. Phụ nữ ở các giai đoạn khác thích sự hiền lành, điềm đạm hơn. Từ thí nghiệm trên cho thấy suy nghĩ của phụ nữ về người khác giới không chỉ bị ảnh hưởng bởi tính cách của hai người mà còn thay đổi theo môi trường, tâm trạng và tình trạng nội tiết tố cũng như tuổi tác.